Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Mới đây dân tình xôn xao khi trang cá nhân và fanpage lẫn tài khoản Instagram của Sơn Tùng bỗng bị vô hiệu hóa. Hàng loạt tin đồn đoán đã được đưa ra, có người cho rằng đây có thể là tín hiệu báo trước cho sự trở lại ấn tượng của nam ca sĩ lạc trôi. Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm, tình tin đồn nóng bỏng của Sơn Tùng, bất ngờ đăng dòng trạng thái vu vơ trên trang cá nhân. Anh à, ta tìm đến nhau đâu cần lý do, rồi lừa dối nhau mà cũng chẳng cần đắn đo. Giờ anh thắc mắc sao em từ bỏ, wow, xin lỗi anh, em cũng chẳng rõ. Rất hiếm khi Thiều Bảo Trâm đăng dòng trạng thái căng như vậy, lại giữa thời điểm Sơn Tùng cách biệt với mạng xã hội. Dù chưa một lần lên tiếng nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn mang danh là bạn gái tin đồn của Sơn Tùng MTP trong suốt hơn 3 năm qua. Nhiều bằng chứng hẹn hò của cặp đôi này đã liên tiếp bị fan vạch mặt, từ đồ đôi cho đến những chuyến du lịch hẹn hò bí mật. Thế nhưng giọng ca Thái Bình không hề nhắc tới chuyện tình cảm cá nhân, liên tiếp bị nhận gạch đá từ những ngày đầu nổi tiếng. Sơn Tùng MTP ít khi lên tiếng thanh minh, cũng bởi thế bất cứ điều gì liên quan đến Sơn Tùng nên đều trở thành hot. Một mối tình khi bắt đầu đã không công khai, thì liệu những lúc cãi vã, hờn dỗi cả hai sẽ quyết định như thế nào? Đó là câu trả lời mà nhiều fan đặt ra. Hiện tại phía Sơn Tùng MTP vẫn chưa lên tiếng về việc khóa các tài khoản mạng xã hội. Mới đây trên trang cá nhân, Hòa Minzy khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ sự việc nghi ngờ bị hội thánh đức chúa trời dụ dỗ truyền đạo. Theo đó, Hòa Minzy tỏ ra khá sợ hãi khi kể lại câu chuyện trong ngày hội sách tại Bắc Ninh. Cô bị một người phụ nữ tiếp cận bằng cách nhờ gửi quà cho Đức Phúc, nhưng sau đó lại tiếp tục truyền bá về ngày tận thế. Ngay sau khi sự việc xảy ra ít ngày, truyền thông đã bắt đầu rầm rộ nói về tổ chức mê tín dị đoan Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hay tin về hội nhóm nguy hiểm này, Hòa Minzy cho biết cô chia sẻ bài viết nhằm cảnh báo người hâm mộ, chung tay ngăn chặn điều xấu, cũng như giúp fan hiểu rõ Hội Thánh Đức Chúa Trời và đạo Công giáo là hoàn toàn khác nhau. Ngay sau khi đăng tải, bài viết lập tức nhận được đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng. Không ít người hâm mộ theo đạo Công giáo này đã bày tỏ cảm kích với Hòa Minzy khi cô giúp nhiều người không hiểu sai lệch. Ngoài ra, fan cũng tích cực chia sẻ bài viết nhằm cảnh báo người hâm mộ trước những chiêu trò tinh vi của tổ chức mê tín dị đoan Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh vướng phải khá nhiều lùm xùm trong chuyện đời tư. Khi tin đồn ly hôn với chồng đại gia còn chưa lắng xuống, thì nữ ca sĩ lại gây chú ý qua lời tai tiếng kể lại của nữ diễn viên Lebella về quy trình nuôi và lấy yến xào. Chưa hết, mới đây Nhật Kim Anh đã tiếp tục mất ăn mất ngủ khi bị tung tin qua lại với một đạo diễn nổi tiếng trong showbiz. Trước thông tin này, giọng ca Đoạn Đường Vắng đã vô cùng bức xúc và đăng tải một bài chia sẻ cực đanh thép trên trang cá nhân. Nhật Kim Anh cảm thấy mệt mỏi khi vừa bận kiếm tiền vừa phải đi đối phó với những tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, người đẹp khiến cho fan lo lắng khi phải vào bệnh viện điều trị xương do làm việc quá sức. Thông tin từ AP và nhiều hãng thông tấn khác, Tim Begling hay còn được biết đến với nghệ danh là AVC, nhà sản xuất âm nhạc và DJ nổi tiếng người Thụy Điển đã qua đời tại Muscat, Oman. Cái chết của AVC xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh được đề cử giải thưởng Billboard Music Award ở hạng mục album nhạc điện tử với AVC01. Những sản phẩm âm nhạc đình đám của DJ người Thụy Điển này có thể kể đến như Wake Me Up hay You Make Me v.v. đã tạo nên dấu ấn khó quên của anh trong làng nhạc EDM. AVC có tiền sử bị bệnh viêm tụy cấp, một phần do sử dụng nhiều bia rượu. Sau khi trải qua ca phẫu thuật vào năm 2014, anh đã hủy đi một loạt các show diễn để hồi phục sức khỏe. AVC tuyên bố chấm dứt lưu diễn vào năm 2016, nhưng vẫn tiếp tục sản xuất âm nhạc tại phòng thu của mình. Ngày 25 tháng 4, Sở Cảnh sát Insan, Seobu đã tiến hành điều tra vụ việc nam rapper Sung Sang-soo đã tấn công tình dục một phụ nữ khi nhận được tố cáo của nạn nhân. Theo cáo buộc, nạn nhân Sung Sang-soo đã cưỡng bức trước đó 3 ngày, tức ngày 22 tháng 4, trong tình trạng say xỉn mất khả năng kháng cự. Cô cho rằng khi đó mình đã quá say và không nhận ra mình bị cưỡng bức. Chính nam rapper cũng thừa nhận mình và người phụ nữ đó có quan hệ nhưng không hề cưỡng bức. Sung Sang-soo, sinh năm 1984, là rapper và là cựu thành viên của chương trình Show Me The Money do kênh truyền hình âm nhạc Mnet tổ chức.
Gần đây nhất là vào khoảng tháng 3 năm 2018, Jung Sang-soo đã bị bắt vì tấn công người khác. Anh đã tấn công hai người trên vỉa hè tại khu vực Slim và Seoul. Nạn nhân cho biết anh ta đã đánh vào mặt và bụng của họ. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt ở hiện trường để đưa Jung Sang-soo về đồn. Các báo cáo cho biết nam rapper có hành vi hung hãn, đập bàn lớn tiếng và gây náo loạn ở sở cảnh sát. Công ty chủ quản của nam ca sĩ đã chấm dứt hợp đồng do những bê bối đời tư của mình. Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc này. Ngay từ những ngày đầu mới được giới thiệu, chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã khơi gợi sự tò mò bởi cái tên khá đặc biệt dựa theo một câu nói của Song Hye Kyo, và cặp đôi chính quá được mong chờ là Son Jae Jin và Jung Hee In không phụ lòng chờ đợi của những người yêu phim Hàn. Bộ phim nhanh chóng trở thành cái tên sốt tại Việt Nam chỉ sau hai tập phát sóng đầu tiên vào cuối tuần qua. Điều thú vị là tuy nội dung xoay quanh cuộc sống và tình yêu của một người phụ nữ đã ngoài 30, tác phẩm có thể thu hút không ít khán giả trẻ theo dõi. Bí quyết của phim là gì? Có lẽ nằm ở hai từ ngọt ngào và tinh tế. Dù hơn nhau không ít tuổi, nhưng bà chị Jeon Jin Ah và cậu em trai Seo Jun Hee trong phim qua bàn tay làm phim của đạo diễn Ah Ban Si-ok không hề mang đến cảm giác cách biệt về tuổi tác cho người xem. Chuyện tình của cả hai cũng được khắc họa qua nhiều cung bậc cảm xúc giống như bất cứ cặp đôi nào. Được giới thiệu từ đầu là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, chị đẹp mua cơm cho tôi không đánh trọng tâm vào những nhân vật quá sắc cạnh, gai góc hay tình huống giật gân. Thay vào đó, bộ phim tập trung khắc họa những mẫu nhân vật quen thuộc, lựa chọn những tình tiết gần gũi với cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc các nhân vật hay kịch bản phim bị nhàm chán. Trái lại, khắc họa và khai thác để tinh tế thêm phản ứng khoa học của bản thân cặp đôi đã giúp cho bộ phim làm nên chất riêng và thu hút khán giả. Bên cạnh đó, việc thêm thắt và kết hợp tình ý, các chất xúc tác như tiết tấu phim chậm rãi, nước phim mờ ảo, nền nhạc cổ điển và nhẹ nhàng cũng góp công không nhỏ khiến cho bộ phim thêm ngọt, còn khán giả thì không khỏi ngây ngất. Đón xem chị đẹp mua cơm cho tôi vào tối thứ 6 tới thứ 7 hàng tuần trên đài GTBC. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!